có rất là nhiều câu chuyện của những cái người thành công ở trên thế giới như vậy. Và khi mà mình tìm hiểu về xuất phát điểm của họ thì các anh chị thấy rằng là mỗi người thì mỗi cảnh khác nhau. Đây. Mỗi người thì mỗi hoàn cảnh khác nhau đúng không ạ? Hoàn cảnh nào cũng có. Nhưng mà cái điểm chung của họ các anh chị đó là họ đã không có bỏ cuộc, không có dừng lại, mà là họ sẽ theo đuổi cái ước mơ của mình đúng không ạ? Và đôi khi á, là trong hoàn cảnh đôi lúc đó có những cái ngã rẽ, và chính những cái ngã rẽ đó nó đã giúp cho họ tìm ra được cái gọi là cái sứ mệnh thật sự của mình trong cuộc sống này, và cái mục tiêu cuối cùng của họ là sự giàu có đúng không ạ, là sự thành công. Có thể là có một cái vài ngã rẽ trong công việc nhưng mà họ không có từ bỏ mục tiêu đó các anh chị nha. Và chính nhờ những ngã rẽ đó đã giúp cho họ tìm ra được đúng cái công việc mà họ yêu thích đúng không ạ? Đúng cái sứ mệnh trong cuộc sống và giúp cho họ đạt được cái kết quả cuối cùng. Đó là có được cái cuộc sống thịnh vượng. Đạt được những cái mục tiêu mà họ đặt ra trong cuộc sống. Ở đây thì tác giả cũng chia sẻ đúng không ạ? Đó là không một ai sinh ra có một cuộc sống hoàn hảo. Và bất kể là cái vị trí hiện tại mình đang ở đâu, mình đã có sẵn tất cả những cái thứ cần thiết giúp mình thực hiện ước mơ. Và ở đây có chìa khóa này nha chị, đó là quan trọng đúng không ạ, là chúng ta cần phải biết cách khai phá khám phá ra những cái khả năng bên trong của mình, và mình biết cách sử dụng chúng để vượt qua mọi trở ngại ở thế giới bên ngoài. Đây là điều mà tất cả những cái người thành công đều thực hiện, và bạn cũng có thể đúng không ạ. Đây là cái câu chìa khóa này. Các anh chị cho Diễm hỏi á, là theo các anh chị thì những cái người thành công ấy gì, họ có phải họ họ có gặp những cái điều không thuận lợi cuộc sống không ạ? Và họ có phải trải qua những cái điều mà đôi khi là mình cũng đang trải qua? Có đôi khi có một số các anh chị hỏi Diễm rằng là sao mà mình gặp cái điều này, sao mình gặp cái điều kia, sao mà mình không có được may mắn nữa à? Sao mình thấy người ta suôn sẻ, thấy người ta đạt được những mục tiêu kết quả, mình thì cứ gặp cái này cái kia đúng không ạ? Nhưng mà thật ra cái chị đó là những cái người thành công họ cũng phải đã đi qua cái hành trình mà mình cũng phải đi qua. Mà vì cái chị những cái người thành công họ không có kể lể, họ không có than phiền, họ không có oán trách, nên là thành ra là mình sẽ không có nhìn thấy được những cái đó, mình không có được nghe, mình không có được thấy, mình chỉ thấy được cái kết quả đúng không ạ. Cái kết quả đó là sau khi mà họ đã rất là kiên nhẫn học hỏi, phát triển, hành động và họ đạt được kết quả. Và khi mà mình thấy được kết quả thì mình thấy rằng là giống như là một cái người mà họ leo lên một cái cầu á các chị, cái cầu đúng không, họ đã leo lên được tới cái đỉnh rồi, bây giờ họ đang thả dốc xuống rất là nhẹ nhàng. Còn mình là mình phải đang leo lên cái cầu, nên trong cái khoảng thời gian mà các anh chị chẳng hạn như mình đang đạp xe đạp đi, mà mình đang leo trên cái dốc như thế này, thì tất nhiên là trong khoảng thời gian đó các anh chị sẽ thấy nào chỗ sao mình đạp đúng không, mình đạp cũng rất là chăm chỉ, mình đạp nó cũng dữ dội thế này thế kia, mình nhìn thấy người ta sao người ta nhẹ nhàng thế. Nhưng mà mình cũng phải biết rằng đó là người ta đã đi qua, người ta cũng phải đã từng đi qua cái hành trình đó giống mình rồi, nhưng mà cái này người ta không có bỏ cuộc. Những cái gì mà để mà Diễm có được cái cuộc sống ngày hôm nay, chị nghĩ là mình đạt được những cái mục tiêu, những ước mơ Diễm đặt ra, thì Diễm cũng đã phải trải qua, có nghĩa là mình cũng đã phải trải qua những cái gì mà cái chị đang trải qua hiện tại. Lúc đó mình than với ai nữa, mà lúc đó mình đâu có than trách với ai được cái gì, rồi mình không có than phiền, cũng không có đổ lỗi, không có oán trách, không có kể lể, nên là thành ra là tất cả mọi người không có nhìn thấy được cái hành trình đó, mà mình chỉ thấy được cái kết quả thôi. Ok chị ha. Vậy thì á, ví dụ như là khi mà trên hành trình các anh chị đang đang đi qua, mình dùng cái từ khó khăn thì cũng không phải là khó khăn đâu các anh chị, mà là mình bước ra khỏi cái vùng thoải mái của mình á. Có nghĩa là các anh chị phải làm những cái điều trước giờ mình chưa từng làm thì mình xem nó là khó khăn, nhưng mà nếu như mà mình học hỏi, mình phát triển nữa mà mình làm những cái điều đó nhiều á, thì nó trở thành quen, nó trở thành quen thuộc của mình, thì không còn gọi là khó khăn nữa. Và mình chỉ có cái tầm nhìn mình biết rằng là mình đang làm những cái việc mới,
Bây giờ làm nhiều thì giỏi nhiều. Nên là trong cái giai đoạn này thì mình cần phải thật sự là mình tập trung, mình kiên nhẫn, mình hành động cách mạnh mẽ để mình biến cái vùng không thoải mái này của mình thành cái vùng thoải mái. Nó cũng giống như như này cái chị, giống như một cái đứa trẻ mà nó mới tập đi thì mới đi được khoảng một bước, được hai bước. Nhưng mà đâu có bao giờ mình so sánh con mình với lại con của nhà người ta, đúng không ạ? Con nhà người ta chẳng hạn như là người ta đã đi qua cái giai đoạn tập đi rồi, con nhà người ta chạy được rồi, là con mình thì giờ mới tập đi được có một bước hai bước. Nếu mà mình đem mình so sánh con nhà người ta, mình bảo rằng ôi rồi con mình không biết đi rồi, thế là trời, sao con mình đi lại vậy ta, sao ta chạy rồi con mình mới bước một bước. Và mình đâu có bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kêu con của mình bỏ cuộc, đừng đi nữa, không biết đi đâu con, đi vậy sao đi, đúng không ạ? Lúc đó mình có một cái tầm nhìn nghe chị, là à mới tập đi nên đi được một bước hai bước. Nhưng mà nếu con của mình tiếp tục rèn luyện, rồi rồi con mình cũng theo thời gian, đúng không ạ? Rèn luyện theo thời gian thì con mình cũng đi được và chạy được. Đó là khi mà mình có tầm nhìn. Nên Diệp nói cái anh chị là tại sao mình cần phải có tầm nhìn á. Mình có tầm nhìn để mà mình có thể vững vàng được trên cái hành trình mình đang đi. Còn nếu như mình không có tầm nhìn đó các anh chị, là mình sẽ bỏ cuộc luôn. Giống như là con của mình đó, tại sao là mình, cái anh chị tin tưởng rằng là con của mình nó sẽ đi được, mặc dù bây giờ nó đang bước có một bước hai bước thôi, là tại vì mình đã nhìn thấy được rất là nhiều tấm gương của những đứa trẻ khác, là nó cũng bước một bước hai bước đầu tiên, và rồi khi mà rèn luyện, kiên nhẫn rèn luyện rồi nó cũng đi được và nó cũng chạy được các anh chị nha. Vậy thì trên cái hành trình mà các anh chị đang đi cũng vậy, cái nguyên tắc của một cái đứa trẻ nó cũng y chang với mình thôi. Khi mà bắt đầu các anh chị làm một cái gì đó ở một cái lĩnh vực mới thì mình cũng đang chập chững tập đi, tập đi trong những cái bước đi đầu tiên nó hơi xỉn nỉn tí, điên bước hai bước sao mình thấy tay chạy ngon lành quá, mình đang cà xỉn cà nỉn. Nhưng mà cái chị cần phải có tầm nhìn nha, phải có tầm nhìn rằng là vì người ta làm nhiều, người ta giỏi nhiều, người ta luyện nhiều, người ta giỏi nhiều, còn mình mới bắt đầu mình rèn luyện. Phải có cái tầm nhìn để mà mình vững vàng trong từng cái bước chân của mình, và mình có được cái sự kiên nhẫn như vậy, có được cái sự kiên nhẫn để tiến về phía trước. Nên là thành ra là Diễm hay đưa ra cái lời khuyên đó, mà đó là kiên nhẫn. Chứ giờ mà mình dừng lại, đúng không ạ? Giờ mình bảo rằng là giống như là con của mình đi, giờ nó đang tập đi thôi, mà mình bảo rằng giờ mình chỉ dùng tiềm thức, mình nhắm mắt lại mình hình dung tưởng tượng, dù là hấp dẫn nhé, mình nhắm mắt lại mình hình dung tưởng tượng cho con mình chạy được, thế là qua một đêm sáng hôm sau con mình có chạy được mà. Các anh chị, theo các anh chị thì sáng hôm sau con có chạy được không ạ? Dạ con mình không chạy được đó ạ, mà là khi mà các anh chị hình dung tưởng tượng điều đó đó, nó sẽ giúp cho các anh chị tràn ngập cái năng lượng. Thay vì mình suy nghĩ rằng con mình đi không được thì mình hình dung tưởng tượng rằng là con của mình đang đi rất là giỏi, mà cái điều đó nó khiến cho các anh chị tràn ngập cái năng lượng. Thứ nhất là khiến cho mình tràn ngập năng lượng nè các anh chị. Thứ hai là tập trung được vào điều tích cực nè. Thứ ba là khi mà mình tràn ngập năng lượng thì mình sẽ rèn luyện cho con của mình đi nhiều hơn, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị tập trung vào điều tích cực á, thì các anh chị sẽ nhìn thấy được cái sự tiến bộ của con của mình, nhìn thấy được sự tiến bộ. Giống như là cái câu chuyện Diễm đọc trong cuốn sách của tỷ phú đô la Tony Robbins, ông ấy kể như này nè các anh chị. Đó là hồi xưa ông ấy đi học đai đen, ông ấy lên núi tìm một cái vị thầy học đai đen. Ông ấy học 3 tháng trời rồi, mà thầy của ông ấy chỉ cho ông ấy đúng một cái động tác thôi. Thức ngày nào cũng thức 3-4 giờ sáng dậy, đúng không ạ? Có như đó có một cái bộ động tác đó, tập hoài. Ông hết kiên nhẫn nổi rồi, ông mới bảo rằng là trời ơi bây giờ ông đang muốn học rất là nhanh đây, giờ học cái này 3-4 tháng rồi có thể là dạy cái khác được không? Chứ này học hoài thì thầy của ông ấy trả lời rằng là ủa, ông ấy không có nhìn thấy được cái sự khác biệt à, mỗi ngày ông ấy đều tập khác đi mà, đều đều tập cái khác mà, đúng không ạ? Trong cái
buổi tập đầu tiên cũng là động tác ấy, nhưng mà ông ấy thực tập khác, còn như ngày hôm nay thì cũng là động tác ấy, nhưng mà nó đã sắc bén hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nó đã chỉnh chu hơn rất là nhiều, nó đã gọi là cứng hơn rất là nhiều, và đó là cái sự thay đổi mỗi ngày. Và có một cái câu nói của Lý Tiểu Long anh chị, đó là tôi không có sợ một người mà rèn luyện 10.000 cú đá khác nhau, tôi chỉ sợ một người rèn luyện một cú đá mà 10.000 lần nó trở thành tuyệt chiêu anh chị, nó trở thành tuyệt chiêu đó mà xuất chiêu cái là ta nói không ai chịu nổi, chứ không có sợ một người biết 10.000 cú đá đâu, mà chỉ sợ một người biết một cú đá mà luyện 10.000 lần, kinh khủng khiếp anh chị. Nên các chị Hà, nên á là chúng ta khi mà các anh chị đang đi trên cái hành trình mà các anh chị biến những cái ước mơ của mình trở thành sự thật á, thì mình còn phải có cái tầm nhìn nha. Rồi, có cái tầm nhìn, khi mà các anh chị có được cái tầm nhìn như vậy, nó khiến cho mình vững vàng hơn, thì nó khiến cho mình có được cái sự kiên nhẫn hơn để đi trên hành trình.